Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tô Niên chỉ tay vào hai con thú nước nói. Anna, nhét hai thủ lĩnh nguyên tố nước này vào đi. Hai gã này hơi bị chiếm diện tích đấy. Anna liền đáp. Được thôi. Sau đó hai con thú nước quay lại vào cổng phép thuật. Anna giơ tay lên nói tạm biệt chúng. Anna trong lòng hơi bất an quay sang Tô Niên hỏi. Kaka, anna học thuật triệu hồi nguyên tố nước này thế nào có xem là hợp lệ không tô niên gãi đầu suy nghĩ celeste không hổ là giảng viên cao cấp năng lực chống đỡ giỏi thật này đâu chỉ là hợp lễ là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ luôn ấy chứ không thấy giảng viên cũng phải hổ thạnh không bằng mà xấu hổ bỏ đi sao tô niên khó xử không biết nên nói sau đây nhìn thấy selena đang tập phép thuật bên cạnh bèn đáp anna nếu có thời gian ngươi cứ dẫn selena đến hồ nước ngầm luyện tập thêm đi ta thấy cô ấy cần lo về vấn đề này hơn ngươi đấy Nghe vậy Anna vui vẻ phấn khởi nhảy lên, "Được thôi, không thành vấn đề." Lúc này Tô Niên trở lại chính điện ngồi vào ghế ngẫm nghĩ, cảm giác như mình đã quên cái gì đấy. "Nhưng rồi anh mệt mỏi, mặc kệ đi, ngủ một lát đã, ngủ dậy là biết quên cái gì ngay ấy mà." Vừa nói xong đã ngủ ngay còn ngáy khò khò tại hang núi Ereland trong hang núi. Cô gái ký khế ước với Tô Niên cứu tại quảng trường đấu thú nằm ngủ trên đất một giọt nước rơi xuống đầu cô, làm cô ta tỉnh giấc mở mắt lên hỏi, "Đây là ở đâu?" Cô ta ngồi dậy quan sát nhìn xung quanh giật mình rõ ràng ta nhớ mình đang bị một con quái vật cắn xé điên cuồng, lẽ nào thế lực thần bí mà ta kêu gọi đã thực sự xuất hiện? Xẹt một tiếng, cô ta đứng dậy một đôi chân móng vuốt bước đi. Cô ta liền cảm giác được gì đó là lạ của cơ thể mình. Bè nhìn xuống, giơ tay lên biến thành bộ móng vuốt thì kinh ngạc. lẽ nào mình đã biến thành quái vật? Cô ta không hề sốc mà còn vui vẻ chấp nhận sự biến đổi này. Ánh mắt giận dữ đầy căm hận quyết tâm trả thù. Nếu biến thành quái vật mà có thể giết chết được những kẻ đã hại chết mẹ mình, vậy thì đừng nói là biến thành quái vật cho dù là biến thành ác ma cũng chẳng sao. Cô ta bắt đầu đi xung quanh hang động, có điều, bây giờ mình đang ở đâu, bỗng cô nghe có tiếng động từ xa thì ra là tiếng ngáy khò khò của Tô Niên. Trong bóng tối mắt Tô Niên hé mở lên tia sáng làm cô ta lầm tưởng, có ánh sáng. Là lối ra sao, lúc này Tô Niên đang mơ thấy cảnh mình và Anna đang vui vẻ chơi đùa với nhau trên giường. Kaka, ca ca, mau đến đi, ta tới đây. Kaka ca ca có thoải mái không? Thoải mái, Kaka ca ca có thích không? Thích, vậy thế này thì sao? Bỗng Anna giơ tay chọt vào mắt Tô Niên khiến anh la lên. À, Anna, dừng lại. Stop. Do bên đây cô ta chọt tay vào mắt Tô Niên, này nhìn có vẻ không giống lối ra lắm. Tô Niên gừ lên khóc thét giận dữ vì đau mắt và mất giấc mộng đẹp, đồ sâu bọ ngu dốt, chính là ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của quân vương hắc ám vĩ đại, điểm hệ thống hiện tại 66.916. Độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 300. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng